Đầu tiên chúng ta sẽ chéo hai tay và đánh hông qua bên trái. Một. Rồi, mở hai tay thì trả hông về bên phải. Hai. Tiếp theo thì chúng ta sẽ kéo ngược lên một nhịp nè. Ba, dập ngược. Bốn. Năm, sáu, bảy, tám. Một. Hai. Kéo lên. Dập xuống. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nhấn hông ký vào mũi chân phải và nhấn hông bên trái 4 nhịp, à, 3 nhịp. Tay thì chúng ta sẽ kéo xuống. 1, 2, 3, nhịp 4 thì chúng ta sẽ tay phải đánh qua chân trái. 4, được ha. 5, 6, 7, 8. Mở, kéo tay. Mở, rồi kéo lên. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nhịp đơn, đơn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, chân trái chúng ta đang mở thì bỏ xuống thì không, mình sẽ đánh qua bên trái đầu tiên ha. 8, chỉ tay phải và kéo qua bên trái lắc nè. 1, 2, 3, nhịp 4 là giỏ tay. 4, nhịp 5 thì chúng ta sẽ quay tròn tay một vòng nha. Rồi, tiếp theo là ta sẽ làm súng và gõ nè. Gõ tay phải thì tay trái thu về. Phải, trái, phải. Rồi, tiếp theo thì tay chúng ta sẽ xéo để múa quạt. Thì nó sẽ là 7 tà 8. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ phanh tay phía trước và đánh hông đơn kép qua phải trước. Đơn, đơn, kép, kép. Đánh lần hai thì tay đưa ra sau gáy. Đơn, đơn, kép, kép. Cuối cùng thì chúng ta sẽ bước chân phải lên trên và ký bằng mũi chân phải và nhấn hông nè. Đánh xéo hông trước. Một, rồi, bẻ hông ngang lại. Hai. Tiếp tục. Hai hông kép phía trên. Ba, bốn, một lần nữa thì về sau. Năm, sáu, hai hông kép phía dưới. Bảy, tám. Tám, một, hai, ba, bốn, năm, tà, sáu, tà, bảy, tám, nhân, một, hai, kép, kép ta lên, một, hai, kép, kép, đơn, đơn, kép, kép, đơn, đơn, kép, kép, ai khi là một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, một, hai, ba, bốn, năm, tà, sáu, tà, bảy, tám, một, hai, ba, bốn.